Đừng hỏi vì sao tôi nhớ người. Hay quá. Nhớ mắt một thiết tha một chiều gió nhẹ bay. Nhớ chẳng người ấy tìm đâu. Anh giờ đang ở nơi nào? Bao lần hẹn hò dưới mưa. Từng chiều mình lang thang mà giờ đây anh đang trốn nào? Biết chắc em buồn. Từng chiều lang thang trên phố dài vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu. Có cho lần cuối tình. Đây các bác nhìn cái giải kêu của nhạc em cắt từ 45 hertz. Đó. Gần như để cân bằng nhé, không chỉnh một tí nào luôn. Bình thường con loa này thì cái giải bass chung check của nó đã lên đủ 3 giải đây. Đặc biệt là cái giải check của nó rất là hay, đi rất là xa các bạn. Như đây thì Minh Vũ mở thì khoảng tầm 30% thôi, nhưng mà cái tiếng của nó phủ phải là khủng khiếp luôn. Xin chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Các bác xem video thì hãy ủng hộ cho Minh Vũ xin một lượt like. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì chúng ta hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới bên em về. Em sẽ làm clip review cũng như là báo giá đến toàn thể các bác. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em đang lên cặp loa này để tí nữa gửi cho anh ra ở trong An Giang. Cặp loa XTA model là KP052 bass 30. Dòng này thì rất là hiếm nha mọi người nhá. Phải đến gần 3 năm nay thì mình Vũ mới gặp được là lại một lô này, thì số lượng nó cũng không có nhiều, nó chỉ rơi tầm hơn chục cặp thì em cũng bán gần hết rồi, chỉ còn có mấy cặp thôi các bác nhá. Loài cặp này đẹp xuất sắc đó, tình trạng zin nguyên bản. Về cái độ mới thì loa này gần như là nó rất ít khi sử dụng, mới sử dụng chắc là được còn tầm vài tháng các bạn, bên trong còn mới lắm. Đây. Còn thiết bị em ghép cùng thì có con đẩy đồng bộ với lại loa luôn, XTA. Đấy, về 2900, công suất là 900W một kênh. Cả bộ như này thì tổng có 24.500.000 các bác nhá. Một đẩy 900W này, một vang số Patel bản nội địa này, một mic Beyer 780 hàng cao cấp luôn các bác nhá. Và quản lý nguồn PV. Và cuối cùng là cặp loa. Đấy. Anh em nào muốn lên cặp bộ thì em sẽ lên cho. Các bác muốn mua rời thì cần cái thiết bị nào thì cứ liên hệ cho em. Tis 123456. Dòng này thì cái tiếng mic của nó rất là hay các bác nhá. Mic hay lắm. Với cái cấu hình mình cũng cài đặt thì cũng có rất là nhiều. Rất nhiều cái cấu hình cho các bác về. Tis 123456. Cấu hình nào anh em cảm thấy phù hợp mình sử dụng thì tổng cộng con này nó có 8 kênh các bác nhá. 8 kênh thì nó riêng biệt cho từng mục một. Đấy. Effect là 8 kênh riêng và mic là 8 kênh riêng. Và music cũng vậy, nhạc ấy. Đó, thì em đã cài đặt đầy đủ hết rồi. Anh em về chỉ được cắm kết nối là sử dụng thôi. Đấy, một bộ này thì anh em có thể chơi không gian tầm 4-50m², thậm chí là rộng hơn nữa. Để chúng ta muốn tiếng bass mạnh hơn, uy lực hơn để cho nó đỡ hại loa ấy, thì anh em nên sử dụng một quả súp 50. Còn nếu một đôi như thế này thì nếu để cân xứng thì chúng ta phải lấy một cặp súp nhá, một cặp súp 50. Tại vì con này nồi nó rất là mạnh, đi xa lắm thôi. Đấy, chương trình của nhà có chương trình đám cưới, sinh nhật hội họp thì đưa cặp này ra ngoài sân, đấy, cặp súp nữa thì khẳng định với anh em là cực hay luôn. Chơi đồ này toàn đồ xịn thôi. Rồi, clip này thì em xin phép được kết thúc tại đây. Còn đóng để kịp gửi hàng đi cho anh ấy. Các bác cần tư vấn hay lắp đặt những cái thiết bị về âm thanh thì có thể kết nối qua Zalo cho Minh Vũ. Rồi, xin chào tất cả các bác nhé.